Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống. Thưa anh chị em, sau khi giáo hội ngưng nghỉ để Laetare chuẩn bị tốt hơn niềm vui phục sinh, dù còn 2 tuần nữa, nhưng niềm vui ấy đã ló rạng trong các bài đọc Chúa Nhật hôm nay. Tuy không nói về sự sống lại của Chúa Giêsu, vì đó là điều tất yếu, nhưng nói về sự phục sinh của chúng ta. Chính Chúa Kitô ban cho chúng ta trỗi dậy từ trong cõi chết. Phục sinh Lazaro báo trước cái chết của Chúa Giêsu. Sự kiện Lazaro sống lại như một bi kịch giữa sự sống và sự chết. Giữa đấng được Chúa Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô, Chúa của sự sống, và thủ lãnh sự chết tiềm ẩn nơi bệnh tật, cái chết của Lazaro, cũng như các âm mưu chống lại Chúa Giêsu. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu cho thấy những thử thách về bệnh tật của bạn mình, cũng như cái được, cái mất trong cuộc thương khó của người. Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết rõ Lazaro chết và việc của người, nên nói với các môn đệ: Lazaro đã chết, nhưng người sẽ cho sống lại vì sáng danh Thiên Chúa. Đây là phép lạ thứ 7 và cuối cùng thu hút sự chú ý nhất của dân chúng vào Chúa Giêsu trước khi người bị bắt. Khi loan báo cho các môn đệ biết về ý muốn trở lại Judea của Chúa Giêsu để gặp Lazaro đã chết, các ông hết sức ngạc nhiên và lo lắng, nên nói: Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư? Quả thật, các nhà lãnh đạo Do Thái đã để mất Chúa Giêsu vào dịp này. Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết người. Nhưng phản ứng của Chúa Giêsu là: Lazaro đã chết, chúng ta hãy đi với anh. Người sẽ đánh bại sự chết, cứu con người khỏi chết và ban cho sự sống. Niềm hy vọng của chúng ta. Thưa anh chị em, trọng tâm của tin mừng hôm nay là câu: Ta là sự sống và là sự sống lại. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống lại. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, Chúa Cha đấng đặt Thánh Thân của Ngài trong chúng ta, và chúng ta đang sống sự sống của Người, thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa cho sống lại ngày sau hết. Chúa cho Lazaro sống lại như Người đã làm cho con gái ông Jairo, con trai của bà hóa thành Naim, trở lại sự sống tự nhiên lần thứ 2 trong một thời gian ngắn. Trái lại, Đức Kitô sống lại từ cõi chết, không còn chết nữa. Sự chết không còn bá chủ được Người nữa. Vì Người sống sự sống của Thánh Thần Thiên Chúa. Nhưng nếu Thánh Thần của đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em. Sao chúng ta không thể không hy vọng được? Bởi vì phần lớn chúng ta mong đợi
trở lại cuộc sống tự nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Bởi vì thân xác chúng ta đã chết vì tội. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong chúng ta và chúng ta ở trong người với đức tin sống động, thì linh hồn chúng ta sẽ sống bằng sự sống của Thiên Chúa và được tham dự vào sự bất tử của người. Hơn nữa, chúng ta tin vào phép rửa. Vậy nhờ thanh tẩy, ta đã được mai táng làm một với người trong sự chết, ngõ hầu như Đức Kitô, nhờ bởi vinh quang Chúa Cha mà được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống mới. Thật đúng là một đại tin mừng. Nơi người là sự sống, và sự sống là sự sáng cho nhân loại, và sự sáng rạng trong tối tăm, và tối tăm đã không tiêu diệt được sự sáng. Nếu như tác giả tin mừng đã hai lần thuật lại điều Martha và Maria than với Chúa về đau khổ của hai bà, thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Há không phải muốn nhấn mạnh rằng từ nay tiếng khóc không còn nữa đó sao? Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi, đã an táng Lazaro ở đâu? Nước mắt Chúa như mưa, Lazaro như hạt giống, và ngôi mộ như một thửa đất. Chúa Giêsu hô lớn tiếng, tiếng người làm cho sự chết run sợ. Lazaro đã bung lên như hạt giống. Anh bước ra khỏi mộ và tôn thờ đấng đã cho anh sống lại. Mãnh lực của sự chết đã thống trị Lazaro 4 ngày. Chúa Giêsu đã đánh bại sự chết ngày thứ 3, đúng như lời người đã hứa rằng người sẽ sống lại ngày thứ 3 sau khi chết. Hãy đẩy tảng đá ra. Cái gì vậy? Đấng đã làm cho kẻ chết sống lại, nay không thể mở cửa mộ hay phán một lời để di chuyển tảng đá đóng cửa mộ hay sao? Chắc chắn, người có thể khiến tảng đá lăn ra khỏi mộ bằng lời người phán. Khi người bị chéo trên thập giá, người đã từng chẻ đôi tảng đá và mở tung các cửa mộ. Hãy cởi ra cho anh ấy đi. Chúa bảo người chung quanh cởi cho anh, để họ nhận ra chính anh là người họ đã bọc vào trong khăn an táng. Thân xác đã phân hủy, nay sống lại nhờ quyền năng Chúa. Hình ảnh báo trước và lời hứa phục sinh cho các dự tộc. Là người thật, Đức Kitô đã khóc Lazaro, bạn hữu người. Là Thiên Chúa hằng sống, người đã truyền cho Lazaro sống lại ra khỏi mộ. Hôm nay, Chúa cũng tuyên bố, ta là sự sống lại và là sự sống. Và hỏi chúng ta, con có tin điều đó không? Cùng với Martha, chị của Lazaro, các anh chị em dự tòng thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian. Chúa phục sinh Lazaro là hình ảnh báo trước sự phục sinh cho các dự tòng, là những người mong đợi trong đêm vọng phục sinh, khi dìm mình trong nước rửa tội. Người dự tòng được giải thoát khỏi sự chết và sống lại với Chúa Kitô. Sự sống lại này ấy, như lời tiên tri Ezekiel
ta sẽ mở cửa mộ cho các ngươi. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mộ. Ta đặt thần khí ta vào tâm hồn anh em. Nhờ phép rửa tội, thần khí Đức Kitô ngự vào trong chúng ta. Thần khí kết hợp người chịu phép rửa trong tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Khi đón nhận, chúng ta được tham dự vào tình yêu này của ba ngôi Thiên Chúa. Amen.